Hello mọi người, mình là Thanh. Hiện tại thì mình đang làm việc, học tập và sinh sống tại Melbourne. Thì mình đã ở Melbourne được 3 năm rồi, vì vậy là có khá nhiều kinh nghiệm. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu cho các bạn mới đến Melbourne cách sử dụng phương tiện công cộng giao thông tại Melbourne. Video này sẽ rất là hữu ích, vì vậy các bạn hãy tiếp tục theo dõi video nha. Các bạn muốn đi lại ở Melbourne thì các bạn cần phải dùng cái thẻ, đó gọi là thẻ Mikey. Và cái thẻ này thì các bạn có thể sử dụng cho cả 3 loại phương tiện luôn, đó chính là tram, train và bus. Các bạn có thể mua cái thẻ này tại các cửa tiệm 7-Eleven hoặc là tại các trạm xe lửa, cũng như là các máy BTV trên dọc các đường mà có tuyến đường tram và train. Thẻ này thì có giá trị là 6 đô ha. Khi mà mua thẻ này thì các bạn sẽ có hai sự lựa chọn để dùng, đó chính là Mikey Money hoặc là Mikey Pass. Bây giờ thì Thanh sẽ nói với các bạn về cái sự khác nhau giữa Mikey Money và Mikey Pass. Mikey Money thì sẽ dùng cho các bạn sử dụng trong vòng vài ngày thôi, thì nó còn gọi là daily card và có giá là 9 đô cho một ngày. Còn nếu mà các bạn chỉ đi lại trong vòng có 2 tiếng đồng hồ thôi thì giá sẽ là 4 đô rưỡi cho 2 tiếng đồng hồ, và nó gọi là 2 hours cap. Nếu mà bạn sử dụng nhiều hơn 7 ngày thì Thanh khuyên bạn nên sử dụng đó là Mikey Pass. Bạn có thể mua gói 7 ngày, 14 ngày hoặc là 28 ngày cho đến là 365 ngày. Nếu mà bạn mua cái gói mà từ 28 ngày trở lên á thì giá nó rẻ vô cùng luôn, nó chỉ tầm khoảng là 5 đô tư cho một ngày thôi. Và một lưu ý rất là quan trọng dành cho các bạn sử dụng phương tiện công cộng giao thông tại Úc á, là các bạn nhớ khi sử dụng cái thẻ Mikey là các bạn cần phải touch on và touch off nữa. Nếu mà các bạn quên touch on á thì các bạn sẽ gặp những cái người mà giám sát trên những cái phương tiện đó, rồi sau người ta sẽ hỏi các bạn là tại sao không có touch on mà các bạn không trả lời được á, là người ta sẽ phạt các bạn. Thì cái tiền phạt nó tầm khoảng là 248 đô, nó rất là cao luôn á, thì các bạn đâu có muốn là mình bị phạt đâu, đúng không? Đặc biệt đối với tram á thì các bạn không cần phải touch off nha. Và khi mà các bạn đi lại trong CBD á thì hoàn toàn miễn phí, không cần phải chi trả bất cứ chi phí nào. Và đó là điều mà Thanh cực kỳ thích và hạnh phúc, bởi vì một năm rưỡi đầu tiên á, mà khi mà Thanh qua Úc thì Thanh đã sống ở CBD và hoàn toàn không có tốn một đồng nào cho cái tiền đi lại ở CBD hết. Và thêm một cái tip nữa là các bạn có thể download cái BTV app để mà check cái thời gian xe chạy và lên kế hoạch cho việc di chuyển như thế nào là tiết kiệm thời gian nhất. Và một lưu ý nữa cho các bạn, đó là tất cả những cái phương tiện công cộng giao thông tại Melbourne sẽ không hoạt động từ giữa đêm cho tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, từ thứ hai cho tới thứ năm. Vì vậy các bạn mà muốn đi lại trong cái thời điểm này thì các bạn không thể nha, nên các bạn cần phải lưu ý. Tuy nhiên là với những ngày cuối tuần, ví dụ như là thứ bảy, chủ nhật, thứ sáu thì các bạn có thể đi lại thoải mái luôn, bởi vì là các phương tiện giao thông công cộng sẽ hoạt động 24/24 luôn. Một điều mà Thanh rất là khuyên các bạn nên làm, đó chính là hãy đăng ký cái tài khoản mà thẻ Mikey của các bạn ở trên trang website của BTV. Bởi vì sao? Trong trường hợp mà các bạn bị mất thẻ Mikey mà các bạn có tài khoản trên trang web của BTV thì các bạn có thể chuyển đổi toàn bộ số tiền mà các bạn đang có tại cái thẻ bị mất vào cái thẻ mới mà không phải lo lắng không bị mất tiền. Và một điều nữa rất là tiện lợi, đó là các bạn có thể nạp tiền bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào các bạn muốn trên cái trang website này. Các bạn có thể tải cái Mikey app về điện thoại của mình mà không cần phải dùng thẻ luôn. Bạn có thể touch on hoặc là touch off bằng cái điện thoại của mình, rất là tiện lợi. Đối với các bạn sinh viên mà học tại trường công lập á, khi các bạn mua Mikey với gói 1 năm thì các bạn sẽ được giảm giá rất là nhiều, hầu như là phân nửa so với lại gói Mikey bình thường luôn. Vì vậy các bạn nhớ nha, nhớ là phải đưa cái thẻ sinh viên của mình khi mà các bạn đăng ký cái gói 1 năm được giảm giá. Mình là du học sinh mà phải tiết kiệm thôi, đúng không? Đó là tất cả những cái thông tin về thẻ Mikey. Thanh hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của Thanh nha. Và nhớ hãy subscribe cho kênh YouTube của Thanh. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.